xin chào anh em nha. Hôm nay thì DVH, anh em công ty DVH lại rảnh quá, lại rủ nhau đi bắn nhau đây các bạn ạ. Hôm nay chủ tịch Hiếu với cả phó chủ tịch Yên làm quả kèo bắn 9 phát thì mình thôi mình là bắt chủ tịch hơn. Mình là chủ tịch mà thôi, mình chấp tên Hiên này, chấp phó chủ tịch 10 điểm, bắn 9 phát chấp 10 điểm, ăn kèo 2 lít. Ăn kèo 2 lít để tối rủ anh em đi uống nước, có tiền rủ anh em đi uống nước đấy. Thì hôm nay thì trêu tí thôi, dân quân mình thì vừa là bí thư chi đoàn, vừa là thôn đội trưởng thì ở xã thì hôm nay thì trên huyện người ta tổ chức cái chương trình gọi là gì, gọi là tập bắn bắn tập, thật tập thì mình tập rồi thì gọi là gì? kiểm tra bắn đạn thật dân quân tự vệ. Thì hôm nay thì trên xe mình có mấy anh em và mấy anh em trong xã, còn một xe nữa có đội trục anh em. Thế đang bảo tí nữa các anh em độ mỗi ông gà vào một tí làm cái giải thưởng cho nghe cho nó vui nhỉ, làm cái giải thưởng mỗi ông 50-100 gà vào đấy, ông nào bắn được điểm cao nhất thì ăn nghe cho nó vui vẻ. Thế thì anh em mình đang rẽ ra khỏi đường 5 rồi. Hôm nay vào đấy nó gọi là trường bắn Xuân Nộn, đúng không? Đúng rồi. Trường bắn Xuân Nộn. Nộn là viết trong cái từ nôn nặng nộn đấy tên. Nhưng mà chỗ ấy là có Quang Hải nói anh, mà chỗ ấy có Quang Hải đấy, để giới thiệu anh em luôn là quê hương Quang Hải nhá, quê hương của Quang Hải, tuyển thủ U23 Việt Nam vừa rồi đá bóng rất là siêu. Quang Hải đẹp trai, đá bóng rất là siêu, là bao chị em dụng chứng quê hương của Quang Hải. Rồi bây giờ thì mình đang trên đường đi vào trường bắn. Thế lát nữa thì lại quay vlog tiếp cho anh em xem nha. Mời các bạn theo dõi kênh của mình. Ok. Các bạn ơi, đây trung học cơ sở Xuân Nộn. Nhìn trong cam có thấy không nhỉ? Có. Trung học cơ sở Xuân Nộn. Đây cái sân bóng này là Quang Hải đã từng đá qua. Quang Hải ngày xưa nghỉ đá mấy cái sân kiểu sân cỏ, sân làng linh tinh này thôi mà. Cái ao này Quang Hải từng tắm qua. Nhưng Quang Hải nghĩ là một người quan trọng lắm anh luôn. Đấy, giới thiệu anh em là chúng mình đang đi trên mảnh đất quê hương của Quang Hải nha. Đấy. Quang Hải nhìn trông mặt cũng sáng sủa, ok nhỉ. Đá cũng khéo. Người con ưu tú của Đông Anh trong cái bộ môn đá bóng ấy. Một thanh niên ưu tú của Đông Anh. Hôm vừa rồi mình cũng gặp Quang Hải ở cái chương trình gì mà huyện đoàn được nhận cái gì nhỉ? Huân chương cái gì của hôm huyện đoàn được nhận huân chương, thấy Quang Hải cũng ăn mặc trông cũng thể thao lắm, cũng sport lắm, rồi cầm ngọn đuốc chạy từ ngoài cổng vào, thế là đốt lửa. Đoàn này đường xấu quá nhỉ. Sắp đến trường bán rồi anh em ạ, lát nữa đến nơi mình lại quay tiếp nha, để xem hôm nay chủ tịch với cả phó chủ tịch thằng nào ăn kèo 2 lít đây. Đây rồi, anh em DVH đã đến trường bắn rồi, trường bắn huyện Đông Anh thuộc địa phận xã Xuân Nộn. Nôn nặng nộn. Nộn. Đang xây dựng cái gì anh em ơi? Mình dán cái cờ tổ quốc đây, mình đi mấy cái chương trình mình cảm thấy vinh dự nhỉ. Để trước nóc ô tô tôi có cái chữ tôi yêu Việt Nam to tướng này, biết mình người yêu nước rồi. Đây anh em chúng mình đã đi vào trong trường bắn. Cái khu kia là người ta đắp một cái ụ đất lên trông như một cái quả đồi ấy các bạn ạ. Là để bắn đạn vào đấy. Rồi lát quả đồi nhưng mà không có con gà nào ở trên. Rất tiếc là không có quả đồi, không có con gà nào. Mình cứ gắm xe vào trong cùng chúng anh em ngồi xe đi. Bắn toàn CKC hả? Bắn rồi con. Những loạt bắn đầu tiên đây. Bia kìa. 10 bia. Lách nha.
Mùi thuốc súng khét mù khét nẹt các bạn. Đấy, người kia đang nằm bắn kìa. Đây là loạt sau rồi các bạn ạ. Loạt bắn thứ hai đây. Nghe trực đạn. Nghe này nổ to. Đạn này bắn. Anh nhìn bắn siêu. Bắn tất cả nằm bắn. Nằm bắn 3 bia. Bia nằm ở bia người bia đi. Đấy, nhiều đạn nó cày vào đất. Cày vào đất nó bay. Chúng là đạn nổ nó không kiểu giòn tai như ở trong game rồi các bạn ạ. Ngoài đời nó nghe kiểu sát tai ấy. Nổ rất là to. Mình đang ngồi cách khoảng độ 30m. 30m để chỗ người bắn. 25m rồi. 25m. Đấy nhìn đạn nó cày đất lên này. Đấy, đạn nó cày đất rồi. Cái bột đất ở đây kìa. Bột đất ở sau bia ấy. Đấy, đạn nó cày vào đất, nó bay bột đất lên. Đấy, đất bột nó tung lên. Thế ở nhà thì xem phim hoặc trong game ấy thì nghe cái súng cảm giác bình thường, chả có gì ghê gớm lắm, nhưng mà phải các bạn phải ra đến trường bắn như này các bạn mới biết là cái đạn nổ nghe nó kinh khủng. Nhưng mà mình đang ngồi ở đây thôi nhá, còn lát nữa mà các bạn mà tự tay mình cầm khẩu súng mình bóp cò ấy và cái viên đạn nó nổ ngay sát tai bạn ấy thì mình biết là nó sát tai đến mức độ như thế nào, rất là kinh khủng. Két lắm đấy, gió nó thổi cái hơi cái súng ra đây két lắm. Két thôi, hết loạt bắn đấy. À vẫn còn ông cũng bắn cố. Rồi hết rồi mấy ông giơ cờ rồi. Loạt này bắn liên hoàn. Bùm to. Tôi sẽ làm bán đấy em ạ. Tôi sẽ bán hết đạn rồi anh em ạ. Báo điểm anh em ơi. Bia số 3. Ôi kinh quá, nhớ ba quả chúng kia.
áp lực quá. Hiếu ơi, Hiếu ơi, áp lực quá. 987 à? Áp lực quá, áp lực quá. Thôi, nhưng mà chấp mình 3 điểm thôi mà. Chấp 3 điểm mà là cũng thấy nguyên ghê rồi đấy. Hiếu có 200 đồng. Đánh cái tiền bạc em nhầm kỹ cơ thả. Hôm nay thì chủ tịch mất mặt quá. Chủ tịch Hiếu chốc phó chủ tịch Hiên 3 điểm 2 lít thua sấp mặt à. Phát nháp thì mình bắn được 987, được 24 điểm. Bắn bia số 3 đấy thì bắn thật, mình bắn bia số 5 thế nào. Mình ngắm rất là lâu, mình ngắm phải tầm độ 30 giây mình mới bóp cò. Ngắm lâu này, nín thở này bóp cò, ngắm rất là kỹ, nhá kỹ, quả đấy ngắm kỹ thật. Như sách dạy rồi. Ngắm kỹ như sách dạy. Thế mà cuối cùng bắn cả 3 phát đều được 7 điểm. Phải nói là mình bắn thế là cũng siêu. Cũng siêu, mình bắn chứng tỏ là 3 lần mình bắn là mình đều ngắm vào cùng một chỗ. Mình ngắm vào cùng một chỗ và mình nghĩ là nó có một cái độ lệch, nó có một cái độ dư của khí đài. Mình nghĩ như thế nhưng mà chắc chắn là Hiên không nghĩ như thế. Hiên bảo mẹ chắc Hiếu là chém gió bao biện. Chắc chắn là nhưng mà phải nói là mình ngắm rất là kỹ. Ngắm rất là kỹ và không hiểu tại sao thì ngắm cũng đúng điểm rồi. Ngắm cũng đúng điểm sách dạy rồi nhưng mà bắn cả 3 phát được có 7 điểm thôi. Thế là sáp 3 con 7 được 21 điểm. Anh Hiên vừa lại bắn được 9 cái gì? 975. 975 ạ. Ừ, 975 thì cũng được 21 điểm mà mình chấp 3 điểm thôi, thua sấp mặt rồi. Sau đây là ca khúc buồn của Hiếu. Tối nay sẽ hát ca khúc buồn của anh. Ok. À, tối nay thì mình lại có cái chương trình karaoke đường phố. Mời các bạn theo dõi nha. Lại theo dõi kênh của DVH để được nghe những ca khúc rất là tuyệt vời từ những giọng ca vàng đường phố. Em nghe rồi. Rồi bây giờ thì giọng ca vàng trong làng hát giọng. Tôi cũng vần. Bây giờ thì mình đang anh em mình đang trên đường về nhà rồi. Tối nay là chắc chắn là một tối không vui vẻ một chút nào. Vừa mất 2 lít xong. Không có gì vui vẻ cả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Nhớ ấn đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip hay ho về loa đài của mình. Kênh của mình là kênh bán loa đài nhé. Ở đây là những cái clip mang tính chất gọi là giải trí, gọi là quay dạo dạo cho các bạn xem cho vui thôi mà. Ok, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là tốt lành nha, thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.